chùa lối âm gian dòng mây hồi tu một nhà sư trong lớp áo nâu sầu một kiền liên xinh cúi đầu đành lệ trước đấng thần thông quảng đại con xin thành tâm phú phổ dưới liên đàn ta mấy ngày qua Phật tổ ban cho tràng phán tích trường để đệ tử tìm đường xuống thần âm ti. Kể từ ngày mẫu tử cách kia ai nèo dương gian âm cạnh tôi đàn nay quyết một lòng xuống tận yên la để được lát đàn thần nhũ màu cho mang cõi cánh thâm đi mơ thở nhân gian làm sơ đại vừa nghe qua một kiền liên dòng lại khang qua con xin nguyện trì giai giới sát quyết một lòng sớm cây mượn đuôn tuệ cửa thuyền rối sáng nẻo minh nhờ thuyền bát nhà đưa sang bờ vô ai cho hồn màu thân sớm thoát dòng quan trai đạt nghĩa sanh thành tròn đạo làm con dừng lại đây để thấy được một người đang ngồi giữa bàn trong ngọn lửa hồng đã thiêu cháy sức tôi. Trời ơi, trời ơi, mẹ của tôi đang nhận những hình phạt vô cùng tàn khốc. Mẹ ơi, con là một đi xuống đây tìm mẹ đâu từ xưa nay kinh sách có câu nhất nhân thành quả thì cô quyền